bóng dáng tài sắc, danh vọng phù hoa, từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh, làm hấp dẫn say mê, làm thế nhân tranh nhau đuổi bắt. Nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không, như chùm bọt trên sông, như sương xa ánh chớp. Hãy quay về tìm lại chính mình, buông xả hết đi bao ảo vọng. Trời trong, mây trắng, gió mát, trăng thanh, hạnh phúc chân thật là đây. Đau khổ bởi con người mãi gieo rắc hận thù, gây đau thương tang tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ông anh lung linh, còn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt. Nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không, chúng vốn là những chùm bọt trên sông, còn chi đâu chỉ tôi công nhọc xương. Trời trong, mây trắng, gió mát trăng thành, vườn cây xanh rơn khóm hoa mỉm cười, nhạc dê nhẹ nhàng giọng chim thanh hót, chính nơi này nhà hiện rõ chân nhân. Hận ngàn năm đều tan nát trong mơ, đâu còn nữa những khổ đau buổi trước. Muốn thấy nó bạn đừng theo vọng tưởng, niềm lãng xăng chìm lắng biển thanh bình, đến đây rồi hạnh phúc khó thừa trình, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở. Đau khổ bởi con người mãi gieo rắc hận thù, gây đau thương tang tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ông anh lung linh, còn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt. Nắm được rồi nhìn lại chi tay không, chúng vốn là những chùm bọt trên sông, còn chi đâu chỉ tôi không nhọc xương. Trời trong,
mây trắng gió mát chân thành, vườn cây xanh rơn khóm hoa mỉm cười, nhạc dê nhẹ nhàng giọng chim thanh hót, chính nơi này nhà hiện rõ chân nhân. Hận nhà năm đều tan nát trong mơ, đâu còn nữa những khổ đau buổi trước. Muốn thấy nó bạn đừng theo vọng tưởng, niềm lãng sang chìm lắng biển thanh bình. Đến đây rồi hạnh phúc khó thừa trình, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở. Nam mô A Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni Nam Phật Bổn Sư Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp hành trạng của Tôn giả A Nan. Vừa rồi thì chúng ta đã học đến đoạn Đức Thế Tôn nhập diệt rồi. Bây giờ sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt là có một Phật sự vô cùng trọng đại, không chỉ đối với lại tăng đoàn ngày xưa mà đối với toàn thể Phật giáo đồ trong suốt mấy nghìn năm qua. Tất cả đều nhờ nơi một cái Phật sự trọng đại này, đó là cuộc đại hội kết tập kinh điển. Thật ra thì không phải một lần kết tập kinh điển, nhưng mà sau khi Phật nhập diệt 3 tháng thì các vị thánh đệ tử vân tập toàn thể chư thánh đệ tử của Đức Phật, tổng cộng là 500 vị, mở đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Tôn giả Đại Ca Diếp. Đây là lần kết tập quan trọng nhất, bởi vì toàn bộ những kinh bản mà Đức Phật nói trong suốt 300 hội Thế Tôn giáo hóa độ sinh bắt nguồn từ cái kết tập lần đầu tiên, rồi sau đó mới có những lần sau kết tập bổ sung hoặc là kết tập trở lại. Cho nên đây là cần kết tập mang cái tính là căn bản nhất. Thì chúng ta cũng biết, như kỳ rồi chúng ta học thì chúng ta thấy rằng Tôn giả A Nan là vị đệ tử thị giả của Đức Phật, đã theo sát gót của Đức Thế Tôn trong tất cả những Phật sự của Đức Phật, và đặc biệt là trong những thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Có những thời Tôn giả được đi theo, có những thời Tôn giả vắng mặt. Nhưng mà khi được cử làm thị giả đó, thì Tôn giả có bạch cùng Đức Phật, cũng như là thưa qua với toàn thể đại chúng, là con xin phép được Đức Thế Tôn trùng tuyên lại những cái thời pháp mà con không có mặt, không được nghe. Xin Phật thương xót lặp lại, kể lại cho con nghe những thời pháp đó. Thành thử ra
Tôn giả A Nan là vị thánh đệ tử duy nhất nghe không thiếu gì, không thiếu thời pháp nào từ kim khẩu của Đức Phật. Tức là từ kim khẩu đó là từ miệng Phật nói ra, chứ không phải chỉ nghe kể lại. Thì có những cái nghe trực tiếp chung với đại chúng, nhưng mà có những cái là nghe mình à. Ngon không? Mình thấy là Tôn giả rất là gọi như là mình dùng chữ thông minh thì nó không tới à, nó hơn cả thông minh, rất là sáng suốt và cũng hết sức là cảm mộ Phật pháp. Thật ra lúc đó Tôn giả không có nghĩ rằng kể lại cho Tôn giả nghe để Tôn giả kết tập kinh điển, tại vì nó chưa có mà. Cái sự việc mà kết tập kinh điển là cái sự việc mà Tôn giả không có tính toán gì cả. Tức là sau khi Thế Tôn nhập diệt thì chư thánh đệ tử mới thấy rằng không có ai thuộc kinh ngoài ngài A Nan mới cử. Còn Tôn giả xin được nghe lại là vì Tôn giả muốn được nghe pháp của Phật không sót cái điều gì, tức là cảm mộ Phật pháp, quý trọng từng cái lời nói của Đức Phật. Cũng nhờ như giống quý Phật tử bây giờ mà ưa thích nghe pháp, đi được thì nghe trực tiếp, đi không được thì nghe gì, nghe băng, nghe đĩa, không bỏ, tại vì vui trong lòng mà cảm thấy rằng Phật pháp nó nuôi dưỡng mình. Nuôi dưỡng cái gì thưa đại chúng? Nuôi dưỡng giới thân huệ mạng cho mình, chứ không phải là nuôi dưỡng như cơm ăn áo mặc. Cái cơm ăn áo mặc người ta gọi là đoàn thực, tức là những cái thức ăn nó có khối, nó có viên, nó có cục, tức là những thức ăn có miếng, có tướng. Còn cái nuôi dưỡng bằng Phật pháp người gọi là pháp thực à, pháp thực tức là thức ăn tinh thần, nguồn sống tâm linh của chúng ta. Thì tất cả huynh đệ chúng ta đa số là ngộ từ pháp thôi, đúng không? Chúng ta ngộ từ pháp, rồi từ cái pháp chúng ta tu, rồi chúng ta mới ngộ thêm mỗi người mỗi duyên, hoặc là ngộ từ thiền định, hoặc là ngộ từ những cái tu tụng niệm. Nhưng mà trước hết là phải ngộ từ đâu? Từ pháp. Nhờ giáo pháp Đức Phật chúng ta chuyển mê khai ngộ, chúng ta mới thay đổi được cái nhìn, thay đổi được các cái nghiệp tập của chúng ta, thay đổi được cái cách sống và ứng xử của chúng ta. Cho nên là về cái phần giáo pháp mà mình thấy rõ ràng đó, Phật đã có một cái phân định khi mà Tam Bảo ra đời thì gồm có Phật Bảo và gì nữa, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đây là một cái quý báu, một cái thánh tài vô tận được truyền đạt lại cho cuộc đời này. Thì A Nan cũng như vậy đó, ngài quý pháp, cho nên ngài xin Đức Phật cho con nghe hết, con không muốn thiếu gì để con nhớ mà con tu hồng. Cái cuộc đời của Tôn giả thấy thương quý kính pháp như vậy, một con người hiền lành như vậy, nhu nhuyến như vậy đó, mà cái khúc này nè, cái khúc này là khúc đau nhất của Tôn giả. Tại sao? Vì gần Đức Phật cho nên cái tình cảm là điều tất nhiên thôi. Bởi vì chúng ta thấy mà, thầy mình thôi là mình đã quý thương rồi, huống gì Đức Phật là một vị giáo chủ hoàn hảo như vậy. Thành thử ra Tôn giả kính thương vô ngần luôn. Rồi thấy những cái hạnh nghi, thấy sự hy sinh của Đức Phật, thấy cái cuộc sống của Đức Phật. Cuộc sống của Đức Phật như một vị sao mai, sao khuê, nó tỏa rạng, nó không có cái gì khuất lấp. Phật sống giữa đại chúng mà, tất cả mọi việc Phật làm đều được toàn chúng chứng minh. Chứ cái đời sống của Tăng Đoàn nó hay ở chỗ là sống trong lòng đại chúng, không có chuyện khuất lấp. Mình làm gì người ta cũng thấy, mình đi tới đi lui cái kiểu gì quý thầy cô cũng thấy, mình nằm ngủ quý thầy cô cũng thấy, mình tu tụng quý thầy cô cũng thấy, mình tọa thiền cũng thấy, mình tiếp Phật tử cũng thấy. Nhất cử nhất động của mình đều được đại chúng, đều được đại chúng chứng minh hết. Và một khi mà đại chúng người ta kính trọng, người ta tâm phục khẩu phục mình là nơi cái thân giáo đó đó. Chứ còn khẩu giáo á, nó có giá trị chỉ khi nào thân giáo đúng thì khẩu giáo nó mới có giá trị. Chứ thân giáo không đúng thì khẩu giáo giờ nói hay kiểu nào đi nữa cũng không có giá trị. Một cái nhân duyên như vậy mà khi Thế Tôn nhập Niết Bàn mà Tôn giả không buồn mới là kỳ đó. Tôn giả không đau đớn mới là kỳ á.
Và cũng vì theo Đức Phật cho nên cái thì giờ tu tập nó không bằng các thầy khác, do vậy mà không có chứng thánh. Một cái thiệt thòi lớn của một vị thánh đệ tử tài đức vẹn toàn. Thì lúc mà Đức Thế Tôn nhập diệt rồi thì Tôn giả quá buồn, Tôn giả bi thống, dùng chữ là bi thống. Cho nên rồi sau đó Ngài, ở đây thì không ghi bệnh, ở đây chỉ ghi là Ngài đóng cửa, lại nói đóng cửa là một cách nói theo cái người của mình thôi, chứ đó là Ngài lẫn sâu trong rừng, trong đâu mình không biết, nhưng không ai thấy được trên. Cái buồn bã của Ngài không có tiếp được ai. Nhưng mà sau đó Tôn giả nhận được cái thông tin là Ngài Đại Ca Diếp, vì sau Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng, thưa phải không, 100 ngày đó, là Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất được triệu tập tại hang Kỳ Xà Quật. Thì Tôn giả đó không biết ở chỗ nào mà Tôn giả phải đi bộ về đó, cũng thời gian rất là dài. Sau cái khúc mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, tất cả mọi cái việc trà tì đồ xong hết rồi, thì Tôn giả ẩn trong núi rừng sâu, nhưng cuối cùng cũng phải nén cái nỗi đau đó, đi bộ về thành Vương Xá, vì đã gần tới ngày kết tập kinh điển. Ngài đi là bởi vì tấm lòng của Ngài đối với Đức Phật và đồng thời cũng đối với Phật Pháp, cho nên Ngài cứ đi vậy thôi. Và Ngài cũng chưa có biết rằng khi mình đi rồi sự việc gì xảy ra. Tức là nghe nói đại hội kết tập kinh điển sẽ diễn ra vào ngày đó, tháng đó, tại đó, ngày Ngài đi. Khi mà đi á, trên đường đi á, thì trên đường đi thì có rất nhiều hội chúng, như đi ngang qua nước Tỳ Xá Ly thì có mấy thầy tỳ kheo ra đón Tôn giả và hết sức là trân trọng thăm hỏi Tôn giả về vấn đề Đức Thế Tôn nhập diệt. Tại vì có người đến được, có người đến không được, mà quý ngài này đều biết là Tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật, cho nên Ngài sẽ quan sát, Ngài đã mục kích thấy rõ hết, không có thiếu cái gì. Cho nên là quý vị này ra đón, thứ nhất là đón chào, thứ hai là cũng để hỏi lại cái sự kiện vừa rồi. Cho nên là mất hết khoảng thời gian ở cái chỗ Tỳ Xá Ly, rồi đi tới thôn Kim Cang, cũng nước Tỳ Xá Ly này, là khoảng một tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì Tôn giả đi tới cái nước này ở cái thôn Kim Cang. Các tỳ kheo ở đó nghe tin Tôn giả đến mới kéo nhau tụ tập, yêu cầu Tôn giả thuyết pháp cho mình nghe. Tại sao? Tại vì chỉ có một mình Tôn giả A Nan mới nhớ Phật nói cái gì. Thế là Tôn giả không có từ chối được, cho nên là Ngài phải nói pháp. Thì ở cái trú xứ mà Ngài nói pháp đó có một vị tỳ kheo tên là Bạc Xà Phất. Vị này là chứng thánh quả rồi. Vị này thường ở trong thiền định, thì cũng cùng một chỗ vậy, cùng một tinh xá. Thì vị này ngồi thiền định, bên đây thì thuyết pháp. Mà cái hội chúng thì càng ngày kéo tới càng đông, tại vì chúng ta biết là Tôn giả A Nan rất được tình cảm của nhiều người. Tôn giả nói pháp cũng hay, mà Tôn giả lại là người trực tiếp được Đức Phật rót từng cái giọt sữa pháp vào trong cái tai, trong tâm. Cho nên là Tôn giả nói ra cái gì người ta cũng tin, càng ngày hội chúng kéo nhau càng đông, Tôn giả nói pháp miệt mài luôn. Thì khi Tôn giả nói pháp mà xong cái hội đó rồi, có một số đi về, thì Ngài Bạc Xà Phất rằng Ngài mới xả thiền ra, Ngài đến Ngài nói như thế này nè: bạch Tôn giả, Ngài nói pháp thì như mây mưa, rất là hay. Và hơn nữa Ngài lại là thị giả của Thế Tôn, vừa đa văn, vừa lại được cái điều kiện gần gũi Đức Phật, và lại có được cái tài ăn nói lưu loát, cho nên là thuyết pháp rất hay. Chỉ có một điều không hay thôi, là không ngộ đạo. So với tất cả các thánh đệ tử khác,
tuy nói pháp không hay nhưng mà các ngài đã chứng đạo hết rồi, riêng tôn giả đó thì lại chưa chứng đạo, mà bây giờ tôn giả lại bỏ cái thời gian ra chỉ nói pháp hoài như thế này thì chừng nào mới chứng đạo? Quất một đòn vô trong tâm của A Nan, tôn giả rất là đau, rất là đau, mà cái đau đó cũng rất là đúng. Điều mà ngài Bạc Xà Phất ngài nhắc nhở là một cái điều hết sức đúng, đó là chưa có cái đau mà cũng về gặp ngài Đại Ca Diếp, mới có trên đường đi thôi gặp một vị thánh đệ tử đã chứng đạo rồi, mà ngài thì nhân duyên nó cứ ào ạt tới, cứ người này xin người kia xin. Thì chúng ta biết là cái tánh tình của ngài A Nan là ôn hòa nhã nhặn và là cái người luôn luôn sợ người khác buồn phiền chứ chiều lòng người. Thì ngài Bạc Xà Phất ngài nhắc nhở vậy đó. Ngài nhắc nhở bây giờ cứ nói pháp hoài, nói thì người ta mà bản thân mình thì bản thân mình chưa xong. Thì khi mà ngài A Nan ngài nghe cái điều này, tự nhiên trong lòng ngài nó đau đớn vô cùng. Cho nên là ngài nghĩ rằng từ đây trên đường về chỗ mà hang Kỳ Xà Quật đó, mình phải làm sao để giảm bớt cái nhân duyên mà phải gặp gỡ các vị thiện hữu tri thức, các tín đồ của Đức Phật. Chứ nếu mà mình nói nữa, trong khi đó thì các vị bạn đạo chê cười. Đó là một cái hình thức chê cười. Đây là một mũi tên nhọn mà Bạc Xà Phất đã ghim thẳng vào trong tim của A Nan. Tôn giả mới phát tâm và phát nguyện là con sẽ xoay về bên trong, không có hướng ngoại, không có hướng ra ngoài nữa, mà phải để thời giờ vào bên trong. Thì nói như vậy nhưng mà lại tiếp tục trên đường đi về thành Phương Vương Xá. Thì về tới thành Vương Xá là còn đúng một ngày nữa thôi là bắt đầu kết tập đại hội kinh điển, tức là đi cũng suốt 3 tháng đó. Đi bộ mà đại chúng, hồi xưa đi bộ. Cho nên còn có một ngày nữa kết tập mà đại hội kinh điển. Thì tôn giả về tới nơi, ngặt một cái là ngài Đại Ca Diếp ngài ra một cái thông tư là ai muốn vào trong hang Kỳ Xà Quật đó thì không có phải đi vào bằng cửa, mà đi vào bằng gì? Đi vào bằng thần thông. Vì sao mà ngài muốn như vậy? Vì ngài muốn rằng cái đại hội tập kinh điển này là những vị mà có mặt đó phải hoàn toàn là thánh tăng, tức là hoàn toàn đã chứng đạo, chưa chứng đạo là không cho vào. Và cái cách đó là cách gạn lọc hay nhất, là có thần thông đủ được lục thông thì tự nhiên bay vào được, chứ không phải là thích sử dụng thần thông để lòa người, mà kiểm tra giống như người ta nói giờ kiểm tra tư cách vậy đó. Trong một cái đại hội Phật giáo mình có cái ban kiểm soát kiểm tra tư cách của tăng ni, thì bây giờ ngài kiểm tra tâm chứng của chư tỳ kheo, cho nên là muốn vào thì phải chứng thánh. Thì khi A Nan vừa tới nơi, cửa động đã đóng lại rồi. Và biết được cái thông tin là muốn vào trong là phải chứng thánh. A Nan lúc đó nghĩa là không biết, không biết cái tâm trạng ngài, trong sách cũng không nói nữa. Hết lòng vì Tam Bảo. Và cũng có một cái suy nghĩ là mình được nghe Phật nói cho hết tất cả các kinh, nhưng mà huynh trưởng thì bây giờ không cho vô. Nó rối bời là không biết rằng mình suy nghĩ vậy có đúng không, tức là huynh trưởng không có mời mà tự đến, thấy phải không? Chứ thường thường á, mình quan trọng thì người ta phải sao, phải mời mình. Nhưng mà tôn giả thì không nghĩ đây là chuyện chung, mà nhất là con trong nhà, chuyện của Đức Phật mà chờ mời thì cái này bị đoàn, đây là bổn phận. Nhưng mà bổn phận mà giờ về tới nơi là không cho vô, bây giờ vậy mình đúng hay mình không đúng? Thì đang suy nghĩ vậy đó, thì tôn giả Đại Ca Diếp xuất hiện. Tôn giả Đại Ca Diếp xuất hiện cùng các bậc trưởng lão, tức là trưởng lão trong trưởng lão đó. Sẽ nàng quỳ xuống đảnh lễ. Ngài Đại Ca Diếp ngài nói á, là trong cái đạo hội kết tập kinh điển này á, thiếu một người. Đó là người trùng tuyên lại. Hai tạng giáo mà Đức Phật nói, chúng ta có ba tạng, một là gì?
kinh, hai là luận và ba là luật. Về luật thì có ai rồi? Luật thì có Ubali. Ubali là chịu trách nhiệm tặng luật rồi. Ubali chứng thánh rồi. Là cái vị mà cái vị mà là một người trong giai cấp thấp đó, thợ cạo đó, thợ cạo tóc đó, chứng thánh ngay cái lúc mà cạo tóc cho Đức Phật. Vì đó là Ubali. Ubali chứng thánh rồi mà người ta là giai cấp hạ tiện. Cho nên trong đạo Phật không có giai cấp là vậy. Trong khi đó thầy Ngài Ca Diếp Ngài Quở, thầy là giai cấp sát đế lợi, là giai cấp hạng sang đó thưa đại chúng, giai cấp vua chúa. Thứ hai nữa làm đệ tử là tâm đắc tâm phúc của Đức Phật là thị giả. Thứ ba nữa là đa văn, thông minh, mà thầy chưa chứng đạo. Thầy không có đủ tư cách để vào trong cái động kỳ xà quật này. Bởi vì sao? Bởi vì thầy á, thứ nhất là thầy không có chứng đạo, chưa có chứng đạo. Thứ hai là thầy phạm 6 tội đột kiết la. Từ lúc này A Nan mới lời nó té, mà nó té đau, nó té rồi từ trên mà đỉnh núi mà té xuống. Tức là trên đường đi á, là đã bị hết một mũi tên rồi. Một cái mũi tên bắn do Ngài Bạc Xà Phất, Ngài bắn vào, Ngài nói là Ngài nói thì hay nhưng mà Ngài làm chưa có rồi, là đã làm cho tôn giả đau rồi. Nhưng mà tới đây đã vào không được cửa là một cái bối rối rồi. Nhưng mà khi Ngài Đại Ca Diếp Ngài xuất hiện, Ngài nói là A Nan, thầy có biết thầy phạm 6 tội trọng hay không? Đã. Thì Ngài A Nan mới quỳ xuống, xin được lãnh giáo. Thì Ngài Ca Diếp mới tuần tự kể. Thứ nhất á, là thầy đã không có hỏi Đức Thế Tôn những cái giới điều nào gọi là giới điều nhỏ. Tức là nó như thế này nè, trước khi nhập diệt thì Phật cũng nói với Thế Tôn là còn 3 tháng nữa ta nhập Niết Bàn. Thì lúc đó A Nan rất là buồn khổ. A Nan gần như mình dùng cái từ của mình giờ là điếng á, điếng á, làm như quên hết, không còn nhớ gì trơn á. Thì lúc đó cũng có hỏi Đức Phật, khi mà Thế Tôn nhập diệt á thì chúng con sẽ nương ai làm thầy? Thì Thế Tôn nó nương cái gì? Nương Ba La Đề Mộc Xoa, tức là nương giới làm thầy. Và nếu như trong các cái điều luật của ta có những cái điều luật nhỏ không hợp lý đó, thì quý thầy có thể sửa đổi lại. Đức Thế Tôn rất là thoáng. Thì giới thì đại chúng biết giới nó nhiều, và giới nó cũng ảnh hưởng nơi cái phong tục tập quán của cái xứ sở mình ở, cái nền văn hóa bản địa nữa. Thì cái văn hóa bản địa của Ấn Độ ở trong mỗi cái thời đại nó cũng có thay đổi, thưa phải không? Ví dụ như mình thời ông bà mình để tóc củ tỏi là túng, bây giờ mình là cắt tóc như bên Nam, cắt tóc như vậy là đúng, nhưng mà giờ nó không đúng nữa rồi, bây giờ cạo chừa chỏm là đúng. Rồi bây giờ tóc đâu phải màu đen, tóc bây giờ rất là nhiều màu, thưa phải không? Màu xanh, màu hồng, cái nền văn hóa nó vậy. Sau này người tu không biết vừa cạo đầu vừa có sơn màu lên đây không, thì cái màu đen nó vậy. Giờ thì mới có cạo thôi, còn mai mốt có thi dễ dẻ gì lên đây nữa. Đã. Văn hóa dùng miền mà không hiểu được. Đã. Cho nên là giới điều rất là nhiều. Ngài Đại Ca Diếp Ngài nói thầy á, đã hỏi được Đức Phật như vậy rồi mà không hỏi Đức Phật cái giới điều nhỏ nào có thể thay đổi, còn giới gì không thể thay đổi. Tại vì trong giới thì nó có giới Ba La Di, giới Đột Kiết La, giới Tăng Tàn, giới Xã Đoại, nó có những cái loại giới tức là quan trọng hoặc là không quan trọng bằng. Cái phần nào được thay đổi, cái phần nào không được thay đổi. Tại sao thầy không hỏi những cái điều đó? Những cái điều giới nhỏ như vậy đó là những cái điều nhỏ thuộc cái giới nào chúng con có thể thay đổi. Thầy không nói, bây giờ chúng tôi không biết là thay đổi hay không thay đổi những cái điều luật nào. Đó là tội thứ nhất. Thì thật ra đó, chúng ta đọc ở trong những cái bản kinh của A Hàm, chỗ này nói rất thấy thương. Chỗ này khi mà Tôn giả Đại Ca Diếp nêu một cử một cái tội lên rồi á, thì hỏi Tôn giả A Nan có phải như vậy không? Thì Tôn giả A Nan mới bạch Tôn giả, khi đó không phải là con không muốn hỏi Đức Thế Tôn về những điều giới luật nhỏ có thể thay đổi được, nhưng vì con thấy Đức Thế Tôn quá mệt, con không cam lòng
hỏi thêm vì con muốn để thời gian quý báu đó cho Đức Thế Tôn được nghỉ ngơi, cho nên con không dám hỏi Đức Thế Tôn. Nhưng hôm nay vì kính tín tôn giả cho nên con xin được đê đầu sám hối một lỗi. Đó. Chúng ta đọc cái này chúng ta cảm động lắm. Tức là cái lý do mà tôn giả nêu ra là nó hợp tình hợp lý. Không phải là tôn giả vô tình hoặc là vô ý, mà tôn giả vì quá thương Đức Phật, vì quá kính Đức Phật. Giống như bây giờ mình thấy ba má mình mệt, thở hơi lên rồi mình muốn hỏi cái này cái kia nữa, mình hỏi không được, mình sợ mình không dám hỏi. Cho nên Anna không dám hỏi vì thấy Đức Thế Tôn mệt quá, không dám hỏi. Giờ cử tội thứ hai là cái tội tại sao mà Đức Thế Tôn tuyên bố còn 3 tháng nữa nhập Niết Bàn. Ông không chịu thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế dài lâu, mà ông im lặng để cho Thế Tôn phải hứa với Ma Ba Tuần đồng ý nhập Niết Bàn. Có phải như vậy không? Bạch Tôn giả, con vì chưa chứng đạo nên thần lực kém Ma Ba Tuần. Ba Tuần lúc đó cũng có mặt ngay chỗ Đức Thế Tôn tuyên bố. Ba Tuần tới ép Đức Phật mà. Ba Tuần tới liên tục tới ép Thế Tôn, xong hướng vào Niết Bàn mà không vào Niết Bàn. Thì khi đó, khi Đức Phật vừa nói với con xong thì Ba Tuần dùng thần lực che mờ đi cái tâm thức của con. Dùng thần lực che mờ tâm thức của con, khiến cho con không thể nhớ và không thể thỉnh Đức Phật tiếp tục, vì Ma Ba Tuần muốn Đức Phật phải nhập Niết Bàn. Chứ con không phải là con không có cái tâm niệm mà thỉnh Đức Phật trụ thế dài lâu. Nhưng hôm nay đối trước tôn giả, con xin được một lòng sám hối vì con chưa chứng thánh nên bị Ba Tuần khống chế. Mình đọc tới đó mình thiệt là mình thấy nó xúc động, không phải cho tôn giả mà xúc động cho chính bản thân chúng ta. Cái câu nói này nó hay ở chỗ nào? Như đại chúng thấy mình có tâm tu không à? Tất cả huynh đệ chúng ta có tâm tu không? Nhưng mà chúng ta tu ngon chưa? Ba Tuần nó khống chế. Khi mà tham sân si nổi lên là cái nghiệp tập đó là quyến thuộc nhà ma. Thưa có phải không? Tất cả những cái xấu đó nó thuộc về quyến thuộc của nhà ma, cho nên cái thế lực của ma nó mạnh hơn. Chứ tâm bồ đề mình có mà, và mình cũng muốn giác ngộ, mình cũng muốn giới định tuệ, chứ mình đâu có muốn tham sân si. Trong tất cả huynh đệ chúng ta là đệ tử Phật, những vị ngồi đây là những vị ham tu hết, nhưng mà tu chưa có rồi là bởi vì tham sân si nó còn đốt thân tâm của chúng ta. Mà tại sao nó đốt? Tại vì thế lực của ma nó mạnh hơn, nó sai sử được mình bị liệt. Coi như tâm bồ đề bị liệt, đang tập vật lý trị liệu. Đang phải từng phút từng giây mà phải động tay động chân, xả thiền rồi nhập thiền, làm đủ thứ chân đó, mà vẫn không lợi với thế lực của ma. Thì cái câu mà A Nan nói đó, về cái muốn tam bảo trường tồn nơi đời, muốn Phật bảo trường tồn nơi đời, là cái điều mình cũng muốn mà, thưa phải không? Chúng ta cũng từng nguyện cho Hồng Ân Tam Bảo trường tồn nơi đời, để chúng con và chúng sanh được được đượm nhuần mưa pháp, được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà trên thực tế đó, thì có những cái lúc Tam Bảo bay đã mất tiêu, mình chỉ còn thấy tham sân si, mình chỉ thần thấy la hét, chỉ còn thấy thù nghịch, rồi yêu thương, rồi thành bại, rồi tất cả những cái được mất hơn thua nó mà nổi lên rồi, thì tất cả cái gì mà thuộc về Tam Bảo là nó bay mất hết. Chứ cái câu nói của Ngài A Nan nó hữu tình hữu lý. Trong lòng con thì là Phật là trên hết rồi, nhưng mà sao lúc đó cái sự bi thống, cái tình cảm của A Nan đối với Đức Phật làm cho Ngài không còn nhớ. Đó chính là thế lực của Ba Tuần. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và Ngài nhận là bởi vì sao? Vì con chưa chứng thánh. Chúng ta cũng vậy thưa Phật tử. Vì công phu của chúng ta nó lỏng lẻo, vì cái trình độ tu tập của chúng ta nó còn yếu kém, cho nên chúng ta thua giặc phiền não. Mà phiền não là quân của ma đó. Phá quân ma là phá cái chướng của phiền não đó. Nghiệp chướng là báo chướng, là phiền não chướng, đó là đội quân của ma, binh hùng tướng mạnh. Cho nên là chúng ta thua nó dài dài luôn. Thì Ngài A Nan, Ngài nói cái đó là trong cái tâm niệm Ngài bi thống,
buồn tủi đó, mà chưa có thành tựu được đạo quả. Nên bây giờ Ca Diếp Ngài bắt tội đó, nên con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ sám hối hai tội. Thứ ba là Đức Phật đã không muốn cho người nữ xuất gia rồi, mà ông cứ cò kè, nài nỉ đôi ba lần, bắt buộc Đức Phật phải cho người nữ xuất gia làm cho thọ mạng của Đức Phật, của Phật Pháp giảm 500 năm. A Nan, có phải vậy không? Bạch Tôn giả, con không phải vì cái thiên kiến riêng đối với nữ nhân, không phải vì tình cảm riêng đối với nữ nhân, mà con vì ân sâu nghĩa trọng của Kiều Đàm Di Mẫu đối với Thế Tôn. Con không cam tâm bỏ người đã nuôi dưỡng Đức Thế Tôn cho tới ngày lớn khôn thành tựu đạo giác ngộ giải thoát mà cầu được tu tập mà không được tu tập. Con không cam lòng thấy như vậy, cho nên đã cố gắng nài nỉ Đức Phật cho nữ giới xuất gia là vì cái công đức dưỡng dục sánh bằng non biển ấy không thể không đáp đền. Hôm nay đối trước Tôn giả con xin thành tâm sám hối. Giờ tôi đọc cái đó tôi chảy nước mắt luôn. Quý vị thấy một cái người tình cảm, mà chính vì tình cảm vậy cho nên khó chứng đạo lắm quý vị. Mình cũng thuộc cái ê tiếp đó. Nhưng mà đó cũng là một cái bài học hay trên cuộc đời. Chứng đạo chậm một chút nhưng mà ân đền nghĩa trả và thành tâm sám hối. Thật ra là ngày hôm nay mà tôi còn ngồi đây nói chuyện với đại chúng là nhờ cái sám hối đó của A Nan. Ngài không dám làm, để không có cái chuyện phải sám hối thì tôi không có ngồi đây. Thưa phải không? Cái phước này nói sao cho nó hết. Nhưng mà cái tuồng, cái tích, cái sự thị hiện của các bậc ngày xưa nó hay như vậy đó. Cho dù một cái công đức lớn như vậy, một cái nghĩa cử cao đẹp như vậy, mà ở đối với cái chỗ chân thật, cái thực tế lý địa đó, nó không phải là chỗ cứu kính thì chúng ta cũng phải bỏ. Nhưng mà trước khi bỏ nó vẹn toàn đôi đường. Như nhất chúng sinh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng, còn một chúng sinh chưa thành Phật con nguyện chẳng vào ở Niết Bàn. Đó là câu thệ nguyện của ai? A Nan. Quá chừng xuất sắc. Ở đó trong cái bản kinh nào quý vị có biết? Bản kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bản kinh mà tôi sẽ dạy tại cái khóa tu Thiền Sư Ni Trí Đức. Tức là sau cái lớp học Thiền Sư Ni tôi dạy bản kinh Lăng Nghiêm ở đó. Đó. Bản kinh là rất hay của Thiền Tông. Rất xuất sắc luôn. Bởi vì nguyện như vậy mà, còn một chúng sanh chưa thành Phật thì con nguyện chẳng vào Niết Bàn. Cho nên nữ giới của chúng ta lúc đó là đau thương, lê thê lết thết cầu được xuất gia, cầu tu tập. Tôn giả hy sinh. Mà Tôn giả đâu có biết cái giờ chót là Tôn giả bị bắt những cái tội mà là toàn là vì lòng bi mẫn không? Toàn là tình nghĩa bi mẫn, mà những cái đó là thuộc về đạo lý và thuộc về đạo đức nữa. Nhưng mà ở cái chỗ rốt ráo á, trong nhà Phật á, rất là rõ ràng. Cho dù là nó đạo đức, nó là đạo lý, nó là cái thiện, chí thiện á, nhưng mà nó vẫn thuộc đối đãi thì vẫn chưa phải là rốt ráo. Cái rốt ráo phải vượt qua cái đối đãi đó rồi mới quay trở lại ứng xử thì cái đó không sao. Tức là chứng thánh đi thì làm cái gì rồi nó cũng gọn gàng được, làm cái gì nó cũng hợp pháp. Mà chưa chứng thánh mà còn kẹt trong đó thì chúng ta khó ra khỏi cái bước đường trầm luân sinh tử. Cho nên Ngài Đại Ca Diếp Ngài mới cử tội đó. Nhưng mà cái cử tội Ngài Ca Diếp bây giờ mình nghe nha, mình thấy thiệt tình sao mà khắc khe với A Nan. Nhưng mà cái này, cái tâm lượng của mình là tâm lượng của ai? Tâm lượng của chúng sanh. Tâm lượng của là thích bên này, không có thích bên kia. Tâm lượng thương người này mà không thương người kia. Tâm lượng bây giờ là mình sẽ bên ai? Bây giờ trên quan điểm là mình đang bên ai? Bên A Nan. Mình bên A Nan cũng có nghĩa là mình mình nói sao với Tôn giả Ca Diếp? Mình bên A Nan thì dĩ nhiên là mình không đứng về phe Ngài Ca Diếp. Mình thấy Ngài Ca Diếp quá khó đi. Trời ơi, nhưng mà không có Ngài Ca Diếp thì cũng không có Phật Pháp ngày hôm nay. Không có ai trùng tuyên lại kinh lấy gì đâu mà học, mà binh với ông binh.
Bây giờ mà nếu thánh điển để lại mà không phải do thánh tăng nói thì thánh điển đó không có giá trị. Ngay cả Giết ngài tuyên bố cái phần thánh điển, tức là cái phần kinh tạng để lại, phải là thánh tăng nói. Mà lúc đó anh không phải là thánh tăng thì làm sao gọi là thánh điển? Quý Phật tử nhận được chỗ này không? Bây giờ ngài Ca Diếp ngài cũng đau cái đầu chứ không có giỡn đâu. Đau cái lòng, đau cái đầu. Ông này ông hiền, ông này ông tình cảm. Bây giờ mình tình cảm nữa, cái hai người hòa nhập thành cục nước mê sông ái, không có ai chứng đồng này nổi. Ngài Ca Diếp cực kỳ là cái tình cảm của người đạt đạo đó đây chứ. Chúng ta học cái bài học ở trong nhà Phật là một cái bài học không có cái chỗ nào mà không có cái giá trị. Cho nên là ngày A Nan ngày bạch vậy đó, thì cũng cho ngày A Nan nói, ta hỏi ông như vậy có phải như vậy không, nhưng phải là kết tội xuống là đánh mà đưa cái xích thủ xuống mà đập cái rầm như thọ giới không có. Hỏi có phải như vậy không thì A Nan cũng bạch đàng hoàng. Bạch thì bạch nhưng mà sao, đối trước tôn giả vì lòng kính tín, con xin thành tâm sám hối. Rồi là lại mấy tội rồi? Ba tội rồi. Tội thứ tư là tại sao có chỗ thì nói là vá y của Đức Phật, có chỗ thì nói là giặt y của Đức Phật mà đạp trên cái chéo y của Thế Tôn. Cái y của Thế Tôn là cái mà nó là giới thân huệ mạng, là đại diện cho cái đạo đức của Thế Tôn, cái thần lực của Thế Tôn. Tại sao ông lại cố tình đạp lên y của Thế Tôn? Có phải như vậy không? A Nan bạch tôn giả, con không có cố tình đạp lên y của Thế Tôn. Nhưng lúc đó có một mình con, không có ai hết, tên con không làm sao mà con căng cái y ra được. Con phải mượn cái ngón chân của con căng cái y đó ra thì con mới giá được, con mới giặt được hay gì đó. Bây giờ con không thể nào không căng cái y đó ra được. Cho nên là con phải mượn cái, mà mình thấy thiệt là một cái cách nói có lý, không có lý gì cũng phải nói cho nó ra một cái tội mà. Tôn giả Đại Ca Diếp cố ý như vậy mà, sao không dám đạp lên y Đức Phật? Con có ý đạp lên y Đức Phật mà đó là một cái động tác để con làm sạch cái y của Đức Phật, hoặc làm lành lại cái y của Đức Phật. Nhưng hôm nay đối trước tôn giả vì lòng kính tín tôn giả, con xin thành tâm sám hối. Lại nữa là mấy lại? Bốn lại. A Nan, tại sao Đức Phật khát nước, nói với ông ba lần lấy nước cho Như Lai uống mà ông cũng không dâng được nước cho Đức Phật uống? Bạch tôn giả, con không phải không có muốn dâng nước cho Đức Phật. Hơn ai hết, con là người muốn dâng nước cho Đức Phật nhất trong lúc Đức Phật đang khát nước. Nhưng mà cái chỗ nước á, là cái chỗ, cái lỗ chân trâu mà đoàn quân mới vừa đi ngang, cho nên nó quá dơ đi, con không thể nào lấy cái nước dơ đó cho Đức Phật uống được. Thì tôn giả Ca Diếp nói thêm là cái thần lực của Đức Phật á, tự làm nước đục thành trong. Cho nên ông chỉ cần là tôi không biết thì cái chỗ này nó như thế nào. Tại tôi nghĩ nếu mà thần lực Đức Phật mà tự làm nước đục thành trong thôi, thần lực Đức Phật tự chế ra ly nước uống luôn cho nó khỏe, khỏi đi sinh. Cho nên mình cũng không hiểu là cái bắt tội này nó như thế nào. Tại sao tự làm nước đục thành trong, hoặc là ông lúc đó ông chỉ cần ngửa cái bát lên trời, cái nói với Đế Thích là Thích Đề Hoàng Nhân, Như Lai cần một bát nước thì đâu có cần phải ngửa lên, thì Thích Đề Hoàng Nhân tự động đem lại mà cúng khi Thế Tôn mới nói ta khát nước. Cho nên mà những cái hoàn cảnh mình không có hiểu rõ, nhưng biết đó là những cái tội mà bắt ra để cho A Nan phải sám hối. Và cũng đó là một cái bài học để cho chúng ta học, chúng ta thấy rằng có những cái chuyện phi lý mà mình bị bắt lỗi, cứ cúi đầu sám hối là nó xong. Đừng ở đó mà rướng cổ lên mà cãi. Mình cãi làm chi, nó cũng đâu có ngon hơn A Nan mà mình cãi. Chuyện mình nó chưa có hy hữu bằng A Nan. Cái vô lý của ngài A Nan hơn cái vô lý của mình, thấy phải không? Những cái sự kiện nó quá vô lý mà A Nan vẫn nhận lỗi, mà tại sao mình cứ phải rướng cổ lên mình cãi để cho mình chịu đòn còn đau hơn nữa? Đó là những bài học sâu sắc lắm. Cho nên là ngài Đại Ca Diếp á, ngài bắt cái lỗi đó xong thì A Nan cũng thưa, lúc đó là nguyên một cái đội binh nó đi ngang, nước không lấy được. Cho nên con mà mình nghĩ đó, người thị giả mà thấy thầy mình đang kháng nước mà không có nước, nó còn rối hơn mình, thưa phải không? Bởi vì thương mà, A Nan thương Phật mà, thương hơn những thầy khác mà. Chừng đó trong tâm người ta còn lính quýnh hơn mình nữa, mà tới bây giờ thì bị bắt cái lỗi đó vậy. Lỗi thứ mấy thưa đại chúng? Lỗi thứ năm.
Lỗi thứ năm là không lấy nước cho Phật uống. Và lỗi thứ sáu rất là tội nghiệp, dính tới bên mình nữa, bên người nữ nữa. Anh An, tại sao mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đây thì ông lại cho nữ giới vào đảnh lễ Kim Quang của Thế Tôn trước tất cả các đoàn, cho cái đoàn của nữ nhân vào trước là sao? Tức mình cái chỗ này, có phải vậy không? Bạch Tôn giả, là bởi vì cái đoàn này họ sẽ không trở về thành kịp. Nếu mà chờ đoàn các thầy tỳ kheo tới, chờ tất cả các đoàn khác thì ta cái tớp nữ nhân này họ không vào thành kịp. Tức là cái thành ngày xưa có lẽ là Đức Phật ở bên rừng, thấy phải không? Đức Phật ở rừng thì các cái Phật tử nữ này nè, khi họ nghe tới cái họ quá giống như là họ kính thương Phật quá, họ nghe họ kéo rần rần tới, mà bây giờ không cho vô đảnh lễ thì ban đêm họ đâu có ở trong rừng được, họ phải về nhà mà băng thành, buổi thành của Ấn Độ, chiều tới đó đóng cửa thành, họ vô thành không được. Cho nên buộc lòng tôn giả phải sao? Tôn giả phải cho họ vô họ lại, ba lại, rằng họ trở về thành. Rồi mình thấy cái gì nó cũng có tình, có lý. Mà tôn giả Đại Ca Diếp không đồng ý, phải chờ thánh đệ tử về, chư tăng rồi các cái vị mà thiên nhân, đế thích, thích đề hoàng nhân, rồi các Phật tử nam về thôi, Phật tử nữ nghỉ luôn, chứ còn đâu có cách nào mà vô được. Mà ta đã tới nơi rồi, ta tới nơi rồi, cho nên là anh An không cam lòng. Người từ bi mà, con không cam lòng vì họ đã đến để đảnh lễ Thế Tôn, cho nên con phải cho họ vào đảnh lễ. Ngày hôm nay đối trước tôn giả đã dạy như vậy, con vì lòng kính tín tôn giả cho nên xin được đê đầu đảnh lễ sám hối sáu tội đột kiết la. Sám hối xong là đủ sao? Sám hối xong sáu tội trước đại tăng rồi, A Nan, ông tuy sám hối xong sáu tội trước đại tăng rồi, nhưng tới bây giờ ông vẫn chưa chứng thánh, nên ông không được vào kết tập đại hội kinh điển. Và nếu đại hội kết tập kinh điển này không thành công, không có người trùng tuyên lại thánh tạng của Đức Thế Tôn, thì ông là người đầu tiên chịu lỗi trước đại chúng và Đức Phật về sự kiện này. A Di Đà Phật. Trời ơi, quá phải nói là xiết quá sức, là xiết tới tận cùng luôn. Anh đang là đau đớn thống khổ, không có còn từ gì để nói. Sám hối thì cũng bắt sám hối rồi. Mà ngày mai á, tôn giả Đại Ca Diếp ngài đã tuyên bố ngày mai kết tập là ngày mai kết tập, không có chờ. Hồi xưa giờ mà các vị thánh tăng mà nếu mà tôi không chờ thầy, mà thầy không vào được, mà đại hội kết tập không thành công, thì cái tội này thuộc về ai? Tội này thuộc về thầy chứ không phải thuộc về tôi. Mà ngài nói đúng, nói không có sai. Tại sao? Tại vì thánh tạng á, về kinh á, kinh tạng thì chỉ có A Nan mới biết hết thôi, không ai biết hết. Mà trùng tuyên thì phải là thánh tăng. Bây giờ cái người nắm cái tạng đó thì không phải là thánh tăng, thôi chết đâu, làm sao trùng tuyên? Mà cái chuyện đó nó nằm trong tầm tay của ông chứ không phải nằm tay của tôi. Mà tôi chứng thánh thế ông được thì tôi chứng thế ông rồi, tôi không chứng thế ông được. Mà tôi cũng không nhớ được hết kinh của Phật nói, tại vì Phật cũng không nói hết cho tôi nghe. Phật nói là Phật nói cho thầy nghe. Mà thánh thì thầy không chứng, mà kết tập thì đã tới rồi. Thì thành thử ra nếu không xong thì thầy tội. Chính xác, tôn giả nói không sai. Chúng ta mới thấy là một cái, tôi nói cái cuộc đời của anh An là một cái tác phẩm mà cực kỳ quá diễm tuyệt đi. Quá đẹp luôn. Xong bị đuổi đi. A Nan, ông tuy là bậc sư tử tức là muốn nói là cái loại quý đó. A Nan, ông chưa chứng thánh, tôi cũng biết ông là sư tử, nhưng hiện tại ông chỉ là sư tử ở trong bầy giả can mà thôi. Trời ơi, cho một câu ngon lành. Quá ngài Ca Diếp á, tôi nghĩ trong hội này chỉ ngài Ca Diếp mới dám làm như này, không ai. Không phải là vì ai cũng thương A Nan á, chứ không phải dám làm gì là vì sợ A Nan hung dữ. Quá thương A Nan, không ai nỡ nói trơn, mà ai cũng cảm thấy bế tắc thiệt. Tất cả chư tăng đều thương A Nan hết đó. Mà chính vì thương nhưng không ai mà giúp được thành đạo được hết, thưa đại chúng. Đâu có ai mà nói cái câu cuối cùng mà trong sử ghi lại là ngài quở nặng vậy đó. A Nan, thầy là một sư tử, nhưng mà chỉ là sư tử trong bầy giả can. Mà nói cái câu này nó quá đau quá, thưa đại chúng. Giả can đâu ra gì? Mà sư tử ở trong bầy giả can thì con sư tử là làng sư tử gì chứ? Sư tử nó đâu chịu ở với giả can. Mà sao thầy chịu ở với giả can vậy?
Ôi, nó nói mà với cái người mà thức giả mà nói mấy câu này thì này hết chỗ nói rồi đó, là một cái câu quở hết hết sức nặng rồi, không còn cái gì nặng hơn hết. Tất cả chư tăng nghe câu nói này đều đau lòng, tuy nhiên A Na Lực cũng đồng ý với nhận xét đó. Tức là quý thầy bây giờ bế tắc, quý thầy bây giờ quýnh rồi, giờ cũng không biết làm sao. Và A Nan ngay câu nói này, A Nan đã đi đến một quyết tâm, cũng giống như A Na Lực, là nếu không sáng đạo thì không thề không ngủ. Đi đến quyết tâm tột cùng, và bây giờ đã không còn Thế Tôn để mà mình bận rộn nữa rồi. Cái nỗi đau của Thế Tôn bây giờ cũng tan luôn rồi, hôm trước rồi giờ mắc buồn. Mắc buồn cái chuyện thầy Viên Tịch, bây giờ hết mắc buồn luôn rồi. Bây giờ nó quá dữ, mà phải dữ như vậy A Nan mới quên được cái hình ảnh Đức Phật, chứ không thôi ngài cứ bị cái đó đó. Ngài bị cái đó sầu quần trong đầu hoài đó, ngài tu không được. Cứ thương thương nhớ nhớ hoài, cho nên ngài tu không được. Ngài tiếp làm dữ luôn. Cho nên ngài A Nan là như lúc đó là quên hết, bật hết tất cả các vọng tình. Cái nỗi bi thương nó dồn lên quá sức lớn, cho nên là ngay đêm hôm đó, tới buổi chiều là ngài tới nơi. Giữa một cái chiều đông gió rét cực kỳ buốt giá, Tôn giả đã ra bìa rừng, buông bỏ thân mạng, không còn nghĩ gì hết. Thiền định với một cái quyết tâm là kiên quyết thề bỏ thân mạng, không còn một niệm thứ hai nữa hết. Thì suốt cái đêm đó ngài tọa thiền, nhưng mà ngài tọa thiền tới mức ngài mệt quá, tự do thầy ngài mệt quá đó, cái thân của ngài nó không chịu nổi nữa, thì ngài bị ngã. Tôi nghĩ cái ngã đó không phải ngài cố tình xả thiền đâu, nhưng mà giống như mình kiệt lực vậy đó. Thì ngài bắt đầu ngài ngã xuống, thì ngay trong cái tư thế ngài ngã xuống, ngài chứng thánh cũng không giống ai, chứng thánh cũng than khác người ta. Ngay lúc mà mệt mỏi tột cùng, ngay lúc mà mệt mỏi, tức là khi tọa thiền rồi mà trí tuệ còn vẫn chưa có phát sinh, rồi ngài mới buông cái niệm phát sinh trí tuệ. Để chúng có nhận được cái chỗ này không? Tức là khi ngài bị dồn như vậy đó, thì ngài mới hạ cái quyết tâm là bữa nay phải tọa thiền như thế nào để dứt sạch lậu hoặc. Mình làm sao để đêm hôm nay, tại ngày mai kết tập rồi, đêm hôm nay là mình phải hoàn toàn nhảy qua được cái chỗ cuối cùng, dứt được cái phiền não, cái lậu tận cuối cùng của mình, để mà mình thành tựu được thánh quả. Thì ngài giữ cái tâm niệm đó, cho nên ngài tọa thiền, nhưng mà ngài vẫn không ngộ đạo, là vì ngài kẹt cái niệm chứng thánh. Ngài kẹt cái niệm phải chứng thánh. Tới lúc mà ngài mệt quá, ngài nói thôi thì tất cả đều xả hết. Cái lúc mà cái niệm đó, lúc mà ngài buông luôn á, là nói giờ này thì không còn niệm nào cần phải giữ nữa, ngài không cần cầu chứng thánh luôn, ngài buông hết tất cả các niệm thiện ác, đúng sai phải quấy gì buông hết, và cái thân của ngài ngã xuống như thế này thì ngài liền chứng thánh. Quá xuất sắc. Và đại chúng phải thuộc cái bài học, ngay khi không còn một niệm nào cả, kể cả niệm chứng thánh, chúng ta mới đi vào được chỗ đại địa. Cái tràng tháo tay này xin con chúng con cung kính cúng dường Tôn giả ra cho, bây giờ gửi lại cho ngài chứng thánh mà con cũng mừng muốn chết luôn. Ngài không chứng thánh chắc con cũng chết theo ngài. Thì Tôn giả nửa đêm khai ngộ chứng quả. Bây giờ đại chúng biết cái này nó nằm trong tầm thấy của ai, cái việc A Nan mà chứng thánh nằm trong cái tầm, trong cái tầm soát của ai, quý vị biết không? Trong Đại Ca Diếp. Thì mà phải nói là nguyên cái khúc mà A Nan mà đang trăn trở trong công phu, Đại Ca Diếp không rời nửa bước, cái thần lực của ngài giáng thẳng xuống A Nan. Rồi đọc cái này tôi nói tôi nổi da gà từng chút á, cho mình mới thấy bây giờ vụ cái cuộc thư hùng này á, giờ quý vị bên ai đây? Hồi nãy thì bên A Nan. Cho nên cái tâm mình hết bên này rồi lại bên kia là như vậy. Mình thấy tất cả các pháp duyên sinh, ngay cả khi chúng ta thành tựu vậy cũng phải có duyên sinh, tất cả phải có sự hỗ trợ qua lại. Và cái hỗ trợ đó là thuận duyên cộng với nghịch duyên luôn. Phải thấy cuối cùng A Nan chứng thánh là nhờ nghịch duyên hay cộng duyên hay là thuận duyên? Nghịch duyên. Nghịch dữ lắm luôn á. Mà chính cái người tạo cái nghịch duyên là cái người có tâm từ bi lớn nhất ở trong cái hội chúng này. Thì ai cũng có tên từ bi, nhưng mà từ bi mà không có cái phương cách thì nó cũng không thể hiện được sự từ bi của mình. Từ bi mà nó phải thể hiện ra cụ thể. Ví dụ bây giờ mình nói, mình thấy người ta chết đói, mình trời thấy thương quá ha, thấy thương quá ha, rồi thôi à. Sao mới là thương?
À, thấy cái người ta cả đói đốm gần chết, sao mới gọi là thương? Đem nhâm cơm lại cho anh ta ăn gọi là thương. Chứ bây giờ thấy thương quá à, tội nghiệp ghê vậy. À, thôi ở đó chết đói đi nha. Đáng nhắc, đúng không? Thì Ngài Ca Diếp là như vậy đó. Tất cả các thầy khác đều đau đáu trong lòng. Trời ơi, bây giờ chết rồi, ngày mai mà kết tập kinh điển mà giờ ai ăn vậy, sao thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá. Chỉ có Ca Diếp mới là mà thay Quyền Huynh Thế Phụ, thay Đức Thế Tôn mà khai thị. Và chúng ta biết, bữa nay thì chắc chúng ta học không tới cái đoạn đó, cái đoạn sau đó, khi mà A Nan tới cái đoạn A Nan nhập diệt á, thì Ca Diếp phải vào núi Cây Túc. Ca Diếp trao cái y đó lại cho ai? Trao cái y của Đức Phật, cái y Kim Lan của Đức Phật trao lại cho A Nan, cho mình thấy cảm động lắm. Và cái câu chuyện này đó, nó cho chúng ta một cái kết luận sau cùng. Muốn vượt ra khỏi tam giới, dứt khoát phải vượt ra khỏi cái tình cảm thường tình của chúng ta. Bắt buộc rồi đó. Quý vị giờ đang suy nghĩ lắm, muốn tu quá mà giờ tội nghiệp, còn thương người này thương người kia, thì quý vị phải vượt qua cái cuối cùng đó. Cho dù quý vị thương kiểu nào, quý vị làm bổn phận kiểu nào, xong rồi thì phải vượt qua. Đây là cái bài học duy nhất, và cũng là con đường duy nhất, không có cái thứ hai. Phải vượt qua thôi. Cho nên Ngài Đại Ca Diếp, Ngài đã dùng cái trí chứ không phải dùng cái tình đó với A Nan được. Mà trong cái trí đó nó ẩn cái gì? Nó ẩn cái tình. Chứ nếu không có cái tình thì đâu có làm sao để tác thành đạo nghiệp cho A Nan được. Nhưng mà cách dùng phải là trí. Nên muốn giải thoát phải là trí. Rồi người có trí rồi thì họ sẽ có cái tình, mà cái tình đó là cái tình của trí, có nghĩa là sai biệt trí, nó đi cặp với lại căn bản trí. Cái tình đó nó không có bị nhiễm và không có bị lụy. Còn nếu mà cái tình như chúng ta, cái tình chúng ta mà chưa có trí, thì tình đó chúng ta sẽ là sự trói buộc, là ái nhiễm, là bi lụy, là thống khổ. Là nói có một cái, những cái cung bậc trong cái cuộc đời của A Nan là những cái bài pháp vô cùng to lớn đối với nhân sinh, và tất cả chúng ta phải đi qua con đường này thôi, không có con đường thứ hai. Lúc ấy A Nan như một vì sao bắt đầu buổi sáng nha, ta ngon lành sáng hôm sau. A Nan hiện đại thần thông dữ dội, không cần cửa động mở hay đóng, liền bay vào trong đại hội như một mặt trăng tỏa rạng giữa bầu trời, là một con sư tử thực thụ trong một đoàn sư tử, và là sư tử chúa đứng trước hội chúng tuyên bố như vậy. Tôi nghe đó là kết tập rồi. Quá hay à. Tôi đọc tôi thích từng chút một, đó là sáng rực luôn. Bởi vì hồi trước thì quở là ông chỉ là sư tử trong gì, trong bầy giả can mà thôi, còn bữa nay là sư tử trong sư tử, là một sư tử chói tỏa. Và khi mà tôn giả bước vào với cái ánh mắt và thần thái của tôn giả như một vì trăng sáng, như là ánh mặt trời, như là hoa sen xinh đẹp, thì các tỳ kheo đều kinh ngạc vô cùng, mừng rỡ tán. Duy chỉ có Đại Ca Diếp là mỉm cười nhẹ nhàng y như nụ cười trên hội Linh Sơn năm nào. Tuyệt vời. Một người huynh trưởng ai cũng hết hồn, ai cũng mừng, ai cũng quá xúc động. Trong khi Ca Diếp thì cười, nụ cười trên hội Linh Sơn. Nụ cười trên hội Linh Sơn là nụ cười của chứng đạo đó thưa đại chúng. Nụ cười vi tiếu đó. Bởi vì tôi nói là nguyên một cái quá trình công phu của Ngài A Nan nó nằm trong cái tầm soát của Ngài Đại Ca Diếp. Bởi vì đó là mà chiến lược mà. Cái đó là cái con đường của Ca Diếp, con đường Ca Diếp hoạch định. Ngài đang dẫn quân đi mà, Ngài dẫn quân đi tới đâu thì Ngài phải cầm chứ, Ngài phải cầm quân. Cho nên là cái lúc mà A Nan tu tập đó là Ngài Ca Diếp, tôi nghĩ rằng có một cái sự trợ lực Đức Phật á, thường thường mà khi Đức Phật cho đề một thiền quán một vị tăng nào đó thì Đức Phật theo dõi. Nếu mà Phật biết là vị đó ngày hôm nay họ có duyên để thành tựu được thánh quả đó, thì khi mà Phật trao cho đề một thiền quán thì Phật theo dõi xong cái Phật gửi một cái hóa thân tới, Phật trợ lực bằng những cái phạm âm, hoặc là kích dương thêm tinh thần tu, hoặc kích dương thêm một cái câu nói gì để nó tháo cái chốt mà mình đang kẹt á,
Thì tôi nghĩ là Ca Diếp cũng kích Dương bằng cách đó, tức là A Nan ngay khi mà ngài gia công để ngài chứng thánh á, mà vì vậy ngài không chứng thánh á, thì cuối cùng mà cái niệm buông cái niệm thánh xuống á, thì phải là cái sự trợ lực của Ca Diếp, tức là phải buông cái niệm đi, mệt mỏi tức buông cái niệm đi thì ngã xuống rồi là chứng thánh. Thì trong, tôi nghĩ là trong cái quá trình này phải có một cái trợ lực, đó là cái nghĩ của tôi thôi. Tại vì tôi đọc cái sử á, thì tôi thấy cái quá trình thành đạo của các vị thánh đệ tử là như vậy. Và chúng ta thấy ở một cái thế này nó quá gắt thôi, phải không? Cái thế này nó quá gấp rồi mà ngài Ca Diếp ngài dồn A Nan, mà ngài Ca Diếp ngài nghĩ rằng chỉ còn cái cách duy nhất là phải làm sao cho A Nan chứng thánh thôi. Thì tôn giả phải hỗ trợ chứ mình nói vậy rồi mình bỏ người ta đâu được. Tức là có sự hỗ trợ. Vì vậy mà ngài A Nan ngài chứng thánh, Ca Diếp không ngạc nhiên. Ngạc nhiên gì, người ta đã đưa vào mà, người ta dẫn từng bước đưa vào, cho nên công của ngài Ca Diếp chỗ này là cực kỳ lớn luôn. Vì vậy là tất cả đều là hoàn hảo dưới sự chỉ đạo của đại Ca Diếp, sự đề cử của toàn thể đại hội, thì tôn giả nghiễm nhiên trở thành một vị sư tử hống tụng lại tạng kinh của Đức Phật. Và tôn giả đã dùng cái trí nhớ của mình tụng lại những thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn lưu loát và chính xác như kim khẩu Đức Thế Tôn nói ra, không có sai một chữ một lời. Các đại tỳ kheo trong hội một lần nữa lại được tiếp nhận lời Phật dạy, ai nấy đều xúc động, và tôn giả Kiều Trần Như già nua xúc động và nhớ Đức Thế Tôn, tưởng rằng Đức Thế Tôn lại nói pháp như ngày nào, nên tôn giả đã ngất xỉu tại tòa. Tức là nó mãnh liệt đó. Tại vì cái cách nói của A Nan á, cách nói của A Nan và cái lời nói của A Nan nó giống Phật tới mức không có khác một chữ nào. Cho nên nó giống như bây giờ đó, thầy mình hay là cha mẹ mình mà viên tịch, rồi bây giờ cái người mà nhắc lại cái sử thôi là mình nghe là mình đã làm sao rồi, mình nghe là mình đã chấn động rồi, mình nghe là nước mắt mình đã tuôn chảy rồi. Huống gì A Nan làm lại y như Đức Phật làm. Cho nên ở dưới này các vị thánh đệ tử là chấn động hết, ai cũng nhớ là Đức Phật. Và riêng A Nan thì lại không bị chấn động, A Nan vẫn tiếp tục trong chánh định tam muội và trùng tuyên như sư tử rống. Nó là lúc đó là hết khóc than, hết bi thống rồi. Và nó khi mà chuyển thân rồi thì đó là nó như là một cái hệ mặt trời tỏa rạng giữa trời đêm. Cho nên là mọi người đều chấn động, mọi người đều rung chuyển, trời đất rung chuyển đây với cái lần kết tập này. Và A Nan đã kết tập đầy đủ những bộ kinh điển đầu tiên là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, tiểu bộ kinh, các kinh như Thí Dụ Pháp Cú. Và chúng ta có đủ phước đủ duyên là chúng ta đã học toàn bộ những cái bộ này. Tôi hồi xưa tôi giảng ở Đinh Chiếu là bộ kinh Pháp Cú, và tôi đã giảng ở Trí Đức 4 bộ A Hàm. Tức là giảng thì không có hoàn hảo hết, nhưng mà mình trích giảng hết thì đâu có giảng nổi, nó dài lắm. Chúng ta đã đi hết cái hệ A Hàm, là những cái bản kinh đã được Đức Phật nói ra khi còn tại thế, được kết tập trong kỳ đại hội lần thứ nhất này do chính tôn giả A Nan trùng tuyên lại. Và đó là cái hình ảnh sống động nhất, công đức cao vời nhất, và là bài học sâu sắc nhất đối với toàn thể đại đệ tử cũng như chúng đệ tử đời sau. Mong là quý vị ghi nhớ cái hình ảnh này, ghi nhớ công ơn này của Đức Phật, của Thánh giả Đại Ca Diếp, Thánh giả A Nan, mà chúng ta làm sống dậy mạng mạch Phật Pháp trong lòng mỗi chúng ta, để cho Đạo Pháp tiếp tục mãi đi vào cuộc đời lợi ích muôn sinh. Xin hết. Kỳ sau mà chúng ta học tới ngày nhập Niết Bàn. Xin mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể, nguyện học
lành. Rạng đông ló vàng một vầng hồng, tình người lòng nước ấy có không? Thấy vật biết tâm, tâm biết vật, không